dung dịch vệ sinh phụ nữ dạ thảo liên, không chất xà phòng, không chất tạo mùi, sạch sẽ, nhẹ nhàng, ngăn ngừa viêm nhiễm, nấm ngứa, làm hồng và se khít âm đạo sau sinh. Gel vệ sinh phụ nữ dạ thảo liên là dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên dụng dạng gel để chăm sóc và bảo vệ vùng kín của phụ nữ hàng ngày. Cùng với các thành phần chính, đó chính là thành phần chứa nano bạc và tinh dầu trầu không, tăng cường các chất xuất thảo dược thiên nhiên có khả năng kháng nấm cổ rộng, không chứa chất kích ứng, rất an toàn và giúp khử mùi hôi, giúp cho vùng kín luôn sạch, ngăn ngừa viêm nhiễm, nấm ngứa. Có độ pH từ 4 đến 6 là pH sinh lý giúp duy trì cơ chế bảo vệ tự nhiên của hệ sinh dục nữ. Thêm nữa là hương bạc hà mang lại sự khô thoáng, thêm mát, sảng khoái. Sản phẩm không có chất tạo bọt, không gây kích ứng da. Cách sử dụng sản phẩm vô cùng đơn giản. Chúng ta làm ướt vùng kín, sau đó thì cho một lượng nhỏ gel vào tay, xoa nhẹ nhàng lên vùng kín và rửa sạch lại bằng nước. Ngày vệ sinh 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Chúng ta bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Sản phẩm này chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn sử dụng cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là phát huy tác dụng cho bà bầu và phụ nữ sau sinh, được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt chuẩn ASEAN và đội ngũ nhiều kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thảo dược đông y. Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ là sản phẩm chất lượng cao của Dạ Thảo Liên, đem đến giá trị thật cho khách hàng. Quý vị hãy cùng truy cập ngay website của Dạ Thảo Liên hoặc gọi tới hotline để nhận được những thông tin tư vấn chi tiết của sản phẩm Dạ Thảo Liên. Dạ Thảo Liên, chuẩn chất lượng, rõ nguồn gốc.